Chào mừng quý khán thính giả đã quay lại với chương trình của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào. Và nóng hơn bao giờ hết thì hiện nay show trò chuyện cuối năm của Mạnh Quỳnh đã đang và diễn ra. Mọi người thì đang tập trung ở chỗ ngồi, và có một điều mà mọi người nên nhớ, đó chính là mọi người hãy đến sớm để có chỗ ngồi sớm nhất, cũng như là ngồi ở hàng đầu để có thể nhìn thấy idol của chúng ta rõ nhất. Và được biết thì trong sự kiện lần này, Mạnh Quỳnh lại không tiết lộ khách mời tham dự là ai. Và liệu thì có Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang, Trường Sang hoặc là Duy Juno không? Thì điều này tất cả là đều chờ đến cuối sẽ nói đến. Tuy nhiên là có một điều mà tất cả mọi người thì đều băn khoăn, đó chính là lời nói của Mạnh Quỳnh đã viết gần đây khiến tất cả mọi người thì đều phải suy nghĩ. Và điều này thì khiến mọi người hiểu rằng đây là show cuối cùng của năm Mạnh Quỳnh ở Việt Nam. Và mọi người thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vì trước đây trong show fan meeting của Mạnh Quỳnh tại Hà Nội thì Mạnh Quỳnh có chia sẻ rằng hiện tại bệnh tình của Mạnh Quỳnh là bác sĩ có chẩn đoán rằng nếu sang năm sau thì bệnh sức khỏe của Mạnh Quỳnh sẽ yếu dần đi và không thể đi xa vượt ngoài nước Mỹ được, và không thể di chuyển máy bay trên 13 tiếng, vì nếu như vậy khi mà gặp sự cố gì xảy ra thì không thể lường trước được. Ở trên máy bay thì không có công cụ hỗ trợ. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng rằng có thể đây là lần cuối cùng Mạnh Quỳnh về Việt Nam. Và sau rất nhiều năm nữa thì cái sự đau lòng này của rất nhiều những ai hâm mộ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thì đều cảm thấy vô cùng nuối tiếc và hụt hẫng. Và trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến không ít mọi người thì đều cảm thấy vô cùng là lo lắng. Nhất là việc là Mạnh Quỳnh trong chuyến đi về Việt Nam lần này, Mạnh Quỳnh công khai đi thu âm cùng với các học trò của mình là Trường Sang, Dương Huệ và ca sĩ Ánh Bùi. Thì có thể mọi người không biết rằng Mạnh Quỳnh là một người thầy, là một người của thế hệ đi trước, là một người mà luôn dẫn dắt đàn em hết bằng hết cái tâm sức và sức lực của mình. Và Mạnh Quỳnh còn nói rằng là để cho thế hệ về sau có thể sử dụng nhạc của anh mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều, vì Mạnh Quỳnh muốn chắp bước cho các thế hệ sau, bất kỳ ai muốn sử dụng nhạc của anh thì đều có thể được sử dụng. Và đây có thể là hiểu được cái tinh thần của Mạnh Quỳnh, là mặc dù cho có ai nói ngả nói nghiêng, chỉ cần mình đứng đắn thì mọi chuyện vẫn sẽ sáng tỏ, đâu sẽ vẫn xếp vào đó. Thị Phi thì vẫn là Thị Phi thôi, và Mạnh Quỳnh sẽ không quan tâm đến. Và điều này có thể dường như dấu hiệu cho việc là Mạnh Quỳnh sẽ ít xuất hiện trên truyền thông hơn, cũng như là mọi người sẽ không còn được gặp Mạnh Quỳnh nhiều sau này nữa, mà Mạnh Quỳnh sẽ chỉ hoạt động bên Mỹ. Và tất cả quý khán thính giả Việt Nam, những người mà yêu mến tiếng hát ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thì không rất hiếm khi được nghe Mạnh Quỳnh cũng như là các con của Phi Nhung hát cùng nhau hơn. Như Tuyết Nhung nhưng và như Thiên Ngân cũng đã có một lần chia sẻ rằng bác Mạnh Quỳnh về Việt Nam thì có mong muốn là viết một bài hát cho Thiên Ngân. Và không biết là lần này thì Mạnh Quỳnh có cùng với Thiên Ngân ra mắt bài hát mới không, nhưng tuy nhiên mọi người vẫn dẫn đón chờ. Như mọi người cũng đã biết thì Mạnh Quỳnh trong lần về lần này có thể là Mạnh Quỳnh cũng đã qua chùa Pháp Lạc để thăm Phi Nhung, bởi vì là lần trước khi mà dỗ đầu của Phi Nhung diễn ra thì ở đấy rất đông người. Chính vì thế Mạnh Quỳnh không thể nào ở đó, ở chùa để có thể giúp đỡ mọi người, cũng như là ở thăm hỏi các con của Phi Nhung, quý sư cô, cũng như là bức ở bên cái bức tượng sáp của Phi Nhung. Chính vì thế mà lần này về Việt Nam được nhiều cái hơn. Ngoài việc là đi giúp đỡ các học trò thì Mạnh Quỳnh chắc chắn là có thể sẽ xuống dưới chùa Pháp Lạc để có thể vừa thăm Phi Nhung, vừa thăm các con của Phi Nhung, cũng như là có một phần đóng góp đến với chùa để giúp chùa có thể xây dựng nhanh hơn và hoàn thiện hơn nữa. Và điều mà tất cả các người con của Phi Nhung mong mỏi cũng như là tất cả mọi người thì đều cảm thấy vô cùng là vui mừng, và khi về Việt Nam gặp Thiên Ngân, Tuyết Nhung hay Đức Hiếu, Phi Như, Đức Đạt, Đức Trí thì Mạnh Quỳnh luôn đóng vai là một người ba. Có lần thì Thiên Ngân có kể rằng là Mạnh Quỳnh luôn luôn giúp em, vì biết Thiên Ngân đau răng nên đã giúp Thiên Ngân bóc hạt hướng dương cho Thiên Ngân. Và Mạnh Quỳnh cũng dành rất nhiều thời gian để đi ăn cùng với gia đình của Phi Nhung và đến nhà Phi Nhung để thắp hương cho chị. Tuy nhiên những cái video này, những cái hoạt động này thì rất ít được Mạnh Quỳnh ghi lên, bởi vì Mạnh Quỳnh thấy rằng là việc đi thăm Mạnh Quỳnh việc đi thăm Phi Nhung, gia đình Phi Nhung cũng như là gia đình của anh vậy, anh không cần phô trương điều gì cả, anh sẽ hoạt động trong lặng lẽ như vậy thôi. Và đây là những điều chứng tỏ cho thấy rằng Mạnh Quỳnh thì vẫn luôn một lòng với Phi Nhung và với các con của chị. Và show thì hiện tại thì đang diễn ra, mọi người đã đến nơi, mọi người đều mặc những trang phục y như là trong video của như trong lời mà Mạnh Quỳnh đã nhận, đó là mặc trang phục màu tím, màu trắng
và đây là điều mà tất cả mọi người cũng mong muốn. Và trong cái buổi trò chuyện cuối năm này thì giống như là một lời chia tay rất là nồng ấm của Mạnh Quỳnh dành cho các quý khán thính giả. Và mọi người có thể nhìn thấy sân khấu vẫn như những ngày đó, vẫn ánh đèn sáng đó, nhưng mọi người có thấy rằng cuối năm trước khi mà Phi Nhung ra đi thì cuối năm ấy Mạnh Quỳnh, Phi Nhung cũng từng đã hát ở phòng trà này với những tiếng cười, những tiếng ca hát cùng với Quỳnh Trang, và mọi người hát đối đáp với nhau vô cùng hạnh phúc. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh ở màn trình diễn này, mọi người thể hiện hết mình, dường như đây là lần cuối cùng mà họ có thể hát cùng nhau tại sân khấu Phòng Trà Không Tên, một sân khấu đã đánh dấu tên tuổi của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh suốt từ những ngày tháng mà hai người bắt đầu đi hát trở về Việt Nam. Mạnh Quỳnh có một điều mà với cái sau này Mạnh Quỳnh cũng muốn giữ nguyên và cũng muốn để lại để có thể làm một điều hướng tới Phi Nhung, đó chính là tất cả những gì đã cũ thì Mạnh Quỳnh đều muốn để lại, để có thể mọi người thấy rằng hình bóng của Phi Nhung vẫn còn có ở đây, ở bên cạnh anh, cũng như ở trong cái show cuối cùng của năm này, là một show kết thúc cuối cùng của năm. Và sau ngày hôm nay thì Mạnh Quỳnh sẽ lên đường về Mỹ đón Giáng sinh cũng như năm mới bên cạnh gia đình nhỏ bé của mình, bên cạnh người thân yêu của anh. Lời chia ly thì bao giờ thì cũng khó nói, tuy nhiên là Mạnh Quỳnh luôn nhớ rằng ở đất Mỹ ấy anh có người mà anh yêu thương, cũng như ở đất Mỹ ấy người bạn cùng trên sân khấu với anh suốt hơn 20 năm qua thì đang nằm ở đây. Chính vì thế để Mạnh Quỳnh về Mỹ trong những cái dịp thiêng liêng như thế này cũng là điều mà vô cùng ai đấy đều cũng cảm thấy vui mừng. Có một phần thì tiếc nuối vì chúng ta sẽ không được gặp Mạnh Quỳnh nữa, nhưng có một phần thì mọi người cũng cảm thấy vui mừng là có thể rằng năm sau hoặc năm sau nữa thì hài cốt của Phi Nhung, di ảnh của Phi Nhung thì cũng được đưa về Việt Nam để mọi người có thể thăm nom chị. Và như mọi người quay lại với lại sân khấu thì mọi người cũng thấy rằng sân khấu hôm nay được trang trí vô cùng đẹp mắt và có sự tham dự của rất nhiều ca sĩ khách mời nổi tiếng. Và không biết là đấy là những ai thì chúng ta hãy cùng đón chờ sau đó. Nhưng vẫn như sân khấu ngày xưa khi mà Mạnh Quỳnh, Phi Nhung được với nhau thì ban nhạc vẫn được bài trí ở đằng sau rất gần với lại ca sĩ để mọi người có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau hơn. Và có một điều mà Phi Nhung luôn muốn khi mà đứng ở hát ở những phòng trà, đó chính là luôn được gần với khán giả, cũng như là có thể chia sẻ được những bài hát của mình, có thể là đến gần với khán giả hơn và rất thích hát theo yêu cầu của khán giả. Ví dụ những bài hát mà không có trong danh sách thì Phi Nhung cũng rất là niềm nở để tặng cho tất cả quý khán thính giả những bài hát mà chị có, chị bài hát tủ của chị, cũng như là hợp với tình cảnh. Ví dụ như là nếu mà vào một ngày cuối năm của Giáng sinh và đêm Noel thì Phi Nhung sẽ hát một đoạn ca khúc, có thể là để chị vừa mới nghĩ ra, hoặc là kết hợp một ca khúc khác để tạo nên một không khí vô cùng ấn tượng. Và đây cũng là điều rất ấn tượng và đặc biệt của giọng ca Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, bởi vì mọi người nói rằng không một tiết mục nào, không một bài hát nào, không một màn trình diễn nào ở bất kỳ sân khấu nào đều giống nhau, bởi ở mỗi sân khấu, ở mỗi hoàn cảnh khác nhau thì Phi Nhung, Mạnh Quỳnh lại hát theo một cái cảm xúc, một giai điệu, một tình thế khác nhau, một tâm thế khác nhau, khiến tất cả những ai mà khi đi xem show của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đều thấy mới và đều cảm thấy yêu thương tiếng hát của mọi người. Tùy vào không khí khác nhau thì Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đều có những màn hát đối đáp vô cùng hay và đặc biệt, khiến tất cả khán giả đều vỡ òa và nghe mãi không muốn rời. Và khi kết show rồi thì mọi người vẫn muốn lắng lại để có thể Phi Nhung có thể hát thêm rất nhiều ca khúc nữa cho mọi người nghe, cũng như là Mạnh Quỳnh có thể là có những ca khúc, cũng như là anh muốn chia sẻ rất nhiều hơn đối với quý khán thính giả. Và hy vọng show cuối năm lần này nghe thì rất là buồn, bởi vì sự chia ly bao giờ cũng khiến ai đó cảm thấy day dứt, xót xa, đau đớn trong lòng, vì người ngay tận trước mắt vậy thôi, nhưng chỉ vài phút sau là xa tận chân trời. Có một giống như Phi Nhung vậy, khi mà mọi người không bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh đó thì Phi Nhung đã rời xa với chúng ta rồi. Và cũng như là lời nói của Mạnh Quỳnh có thể đã ứng nghiệm rằng hãy thương nhau khi còn có thể, hãy thương nhau khi còn có thể, kẻo sơn này không có để mà thương. Nghe mà rất đau lòng, nhưng sâu càng đến rất gần thì tất cả mọi quý khán thính giả thì đều cảm thấy vừa vui vừa lo lắng, vì nếu mà kết thúc sâu rồi thì không biết rằng bao lâu chúng ta sẽ lại được gặp nhau nữa. Và đàn gà con có thể là những người mà cảm thấy xót xa nhất, bởi vì đây là lần cuối cùng thôi. Mạnh Quỳnh sẽ cùng với các con đứng trên sân khấu này một năm, và một năm sau nữa thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Thế nên chúng ta hãy trân trọng buổi biểu diễn ngày hôm nay một cách vô cùng đặc biệt, và chúng ta hãy cùng theo dõi xem Mạnh Quỳnh sẽ trình diễn các khúc mới như thế nào, và Thiên Ngân thì có cùng với ba Mạnh Quỳnh đưa các khúc mới đến cho quý khán thính giả hay không. Thì mong mọi người hãy chờ đón chương trình sẽ được phát sóng và sẽ được
đưa lên vào thời gian tiếp theo là vào khoảng từ 9 giờ khi mà đêm nhạc đã bắt đầu. Mong mọi người sẽ chú ý đón xem những video sau. Hôm nay tiếp ngang.